Xo bằng nhựa các bạn ơi, xo toàn bộ bằng nhựa. Một con âm ly California, không biết chắc là hàng loại gia công lắp ráp xong rồi đưa thương hiệu Cali vào cho nó gọi là cuộc Cali để lừa bịp người dân bằng cách là xo 8 xo nhưng mà bên trong 4 con xo bằng nhựa nhá. Còn đây là xo zin này, xo chuẩn của nó này, C5200 A1943 nó như thế này cơ mà. Ok. Đúng là lừa bịp các bạn ạ. Đây là bên sản xuất lừa bịp đấy nhá, không phải là anh em thợ lắp vào đâu. Chỉ sản xuất mới sản xuất con xo như thế này. Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhá. Hôm nay mình nhận được cái âm ly California này. Model là KA-906. Khách hàng bảo là cái âm ly này nó vẫn hoạt động bình thường, chỉ có là mình sẽ đi vệ sinh chi ráp, vệ sinh trong lòng máy cho khách hàng để khách hàng mang về quê. Và chúng ta bây giờ sẽ nhân đây mình sẽ quay video để xem ruột của chiếc âm ly này nó như thế nào nhé. Cái đầu bắt vít khác. Bắt vít này nó dài quá. Chứ gì ốc đã xoay tròn này. Dạo này sửa âm ly nhiều quá. Xong con này còn 2 con nữa. Làm cẩn thận thì anh em xem video trên YouTube với cả fanpage này, nó gửi cho mình cái nắp này nó bẩn thế này nhá. Thì sau khi làm xong mình vệ sinh sạch sẽ là đảm bảo là trông nó lại gần như là mới nhá. Đây là ruột gan của cái California KA906. Đây cái công suất Cali thì nó gần là như nhau hết, còn chỉ có mỗi cái kiểu cách bố trí thôi. Ở đây âm ly này là nó dùng 8 xo, mỗi bên 4 xo này thì nó cũng bình thường thôi, nhưng cái nhôm này nó khá mỏng, chính vì thế nên là Cali đã lắp cho cái quạt và gió vào đây. Nhưng mà nếu mà là cái nhôm nó mỏng như này thì quạt gió có thể là chạy ngay từ lúc bật âm ly đã chạy rồi. Ở đây có 2 đôi tụ 10.063. Chính là đầu tư vào tụ tốt. Có mạch mỗi thôi cái cầu này thì hơi bé. cầu nguồn 35-40V này hơi bé. Mạch bẩn quá các bạn ơi. Đây là bị ẩm chỗ này nữa này. Này là phải vệ sinh sạch sẽ, có thể là phải cho tí nước rửa mạch vào vệ sinh ở chỗ này thì cho nó hết ẩm này. Nước vào ẩm này. Công tắc power nằm ở giữa này. Ai à,
thợ đấu hẳn vào đây cơ, nhưng mà công tắc hơi sâu các bạn này, bật hơi sâu, có thể mình sẽ đẩy lui ra một chút để khi bật công tắc tắt này thì nó lồi ra, nhưng bật công tắc thì nó phẳng bằng này nhé. Này hơi sâu là ấn tay nó vướng gờ này. Đấy, có thể mình sẽ đẩy nó ra một chút. Cái âm ly kali không biết xem ở dưới này nó có cái cục bê tông ở dưới này không. Có những cái âm ly người ta còn lắp thêm cục bê tông để cho nó nặng, nặng thêm âm ly. Mấy anh Trung Quốc làm hay lắm. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tháo toàn bộ các vi mạch này ra. Tất cả các chiết áp, tra dầu, các cái công tắc này, rồi RP7 và dầu nhá, để cho khi mà rút ra cắm vào bật công tắc nó không bị tiếng sạt sạt ra loa. Tiếp này, mình xem này, mạch vang này là mạch vang dùng mạch vang liền mic rồi, mạch echo master cố định này. Có mỗi mạch music này. Mạch vàng đâu, echo đâu, mạch echo đây à? Đã, chắc lại dùng 2399 rồi. Xem nào, có phải 2399 đúng không? Xem có phải IC2399 không nào. Nó nhỏ xinh xinh này, chắc là IC2399 rồi. Để xem này. Mở quá, không nhìn rõ. Đúng rồi các bạn ạ. Đồng IC2399. Vang IC này thì nó không được mượt như 50195. Ok, các cái rắc hoa sen này vẫn là tốt đấy. Ok, mình tạm dừng video để mình đi mình tháo nhá. Sau đó chúng ta đi tiếp tục vào sâu trong cái việc trà dầu chiết áp nhá. Ok, ôi chào các bạn. Sau khi mình tháo cái âm ly California 904 ra thì mạch của nó đây, và mình sẽ bắt đầu nhận xét về mạch nhé. Đối với mạch vang này thì toàn bộ những cái mạch trên 2399 thì mạch này là vẫn làm giống hết cái mạch 2399 mà như các cái âm ly của Arian hay là cái nó giống hết luôn nhé. Ở đây nó cũng có con 78L05 để ổn áp 5V cho con IC này. Ok, mạch này thì không có gì là đặc biệt nhé. Để trước khi tra chiết áp thì mình xử lý cái công tắc này bằng RP7 đã. Đấy. Tiếp đến này. Đây là mạch music. Mạch music. Đối với mạch music này thì cũng không có gì khác so với mạch trên mạch của California và Rao Sơn Giang nhé. Nó cũng dùng một IC khuếch đại và một IC dành cho phần tần số, phần hiệu chỉnh tần số nhé. Nó bao gồm một volume này, một ba lăng này, ôi, chiết áp là trờn hết rồi, để còn cái này zip này. Ba cái này zip, cái này trơn trơn toẹt này. Đấy, cái này mình sẽ phải hỏi lại khách hàng xem những cái zip à, cái trơn có thay không. Đây các cái chuẩn của nó còn zip như này. Hôm nay trơn trơn toẹt rồi các bạn ạ. Đấy. Bạn nhớ là chiết áp không được cho RP7 nha. Chiết áp cho RP7 hỏng luôn đấy. Tiếp tục này, đây là một cái mạch mic bên ngoài,
Thì mạch mic này thì nó làm nó quá là đơn giản các bạn. Nó dùng một con IC 50195 A44558 à. Để mình xem nó là IC gì. Đúng rồi. 4558 khuếch đại cho hai con mic này. Dùng hai kênh của 458 khuếch đại ra, và con 458 bên này thì nó sẽ là bao gồm bass chép của mic nhé, volume này, bass chép và lút echo. Echo thì là nó trộn mic thôi. Đấy. Thì mạch này là quá sơ sài rồi. Tiếp tục mình xử lý công tắc này. Đối với cái rắc mic này, bạn xịt CP7 vào cho nó vong gì nhé. Đây này, cái chân thứ hai nó đang tụt đây này. Nhưng mà mic này có vẻ dùng không dùng đến chân thứ hai, chỉ có chân cuối và chân mát này thôi, hai chân này thôi nhé. Đấy, những người chỗ nào mình xịt CP7 thì các bạn, đối với em đi, các bạn cũng xịt CP7 vào cho mình thì sẽ sử dụng nó thích hơn nhé. Khi bạn bật công tắc nó không bị sột xoẹt gì cả. Đây là mình bảo dưỡng âm ly. Thì trong cái mục bảo dưỡng thì nó sẽ có kiểm tra chiết áp, tra dầu mỡ, tra dầu với lại mỡ. Kiểm tra mối hàn, xem có mối hàn nào bị rỗng, bị mục thì chấm lại. Mối hàn là hỏng chấm lại, mạch đồng mà bị hoen thì xử lý lại, xong rồi quét cái lớp bảo vệ mạch. Đây, hai cái này trờm quá. Đây là ví dụ như mạch này nó bị hoen này, các bạn nhìn này. Đó, nó hoen này. Đó, nó hoen này. Là phải xử lý lại, vệ sinh đi, xong rồi quét lớp bảo vệ mạch để cho nó đảm bảo an toàn nha. Mạch vàng này. Tìm mối hàn rỗng mạch là xử lý. Để mạch mạch này, mạch master này. Mạch master này thì rất là buồn cười là sử dụng hai con S9014 này. Thường thường là các cái âm ly Trung Quốc người ta hay dùng cái con S9014 này. Mình nghĩ cái phần âm ly Kali này là như kiểu là cứ copy của máy tàu thì mới dùng con S9014 này. Còn cái này là cái này là volume mic tổng này. Ok, bây giờ chúng ta đi đánh giá cái công suất nhé. Các bạn nhìn ở đây là có hai con sò to này và hai con sò nhỏ này. Và hai con sò to này bạn thấy là không bắt cái cách nhiệt cái cách điện nhé. Hai con sò nhỏ này bắt cách điện. Tương tự bên này cũng thế này. Các bạn thấy không ạ? Và chân linh kiện nó bị dì hết rồi này. Mấy chân của con bóng này dì hoen hết rồi này. Dì màu nâu luôn này. Đấy. Mạch thì bị ẩm. Bạn nhìn thấy ẩm khu vực này là tối hơn khu vực này. Khu vực này sáng, khu vực này ẩm này. Và đi vào dưới mặt mạch nhé. Mối hàn này bị hàn không được đẹp lắm. Và mình sẽ đi mình check các mối hàn nhé. Có một cái rất là buồn cười các bạn ạ. Đây không biết là do nhà sản xuất lắp hay là do thợ đã sửa cái máy này. Mình thấy nó hơi bị buồn cười. Để mà nói là mình nếu mà của nhà sản xuất thì đây gọi là bịp bợ. Còn đây là nếu mà thợ thì mình cũng bó tay với anh thợ này. Đây các bạn để ý này. Ở đây nó nắp C5-2200 này, A1943 này. Như ở đây là C5198 và A1941. Các bạn biết tại sao con này không nắp cái mica để cách nhiệt, cách điện với nhôm không? Là bởi vì nó không hàn xuống mạch. Nó không hàn xuống mạch. Đây các bạn nhìn thấy không? Có nghĩa là chân sò này. Đến đây là dừng này.
Đây đây là rừng. Có nghĩa là bắt sò vào để nhìn cho nó đẹp hay sao ấy. Một là nếu mà nhà sản xuất lắp vào đây thì để nhìn cho nó nhiều, nhưng mà chả ai đi vứt cái sò, đống sò vào đây cho nó phí phạm đâu. Này, nhưng mà đây là sò giả các bạn nhé. Nó nhẹ tênh này. Tức là nó chỉ là một cái nhựa thôi. Nhựa gắn cái chân này vào để lòe bịp thôi. Cho nên là phải xem lại các bạn bên cái bên California sản xuất nhé. Nó bằng nhựa bạn nhé, không phải đây. Nếu mà là sò, nếu mà là sò lưng nó phải có sắt. Nếu mà C5200A1943 mình mang mẫu cho các bạn xem nhá. Cái sự bịp bợm của Cali. Đây là mình nghĩ là nhà sản xuất. Nhà sản xuất là mới có cái con như thế này để lắp vào, chứ còn nếu mà anh em thợ thì chả bao giờ đi ngồi lắp các con này vào, mà sẽ lắp cho khách hàng sò thật đó luôn. Bởi vì để mà nói thì thêm sò thì khách hàng trả tiền thôi. Đây, C5200A1943 đây. Thì các bạn xem. Đây các bạn xem này. Giống hệt chưa? Giống hệt về sản xuất, về vỏ. Nhưng mà ngược lại, nhìn lưng đây. Một con này nó có tản nhiệt. Con này một nhựa này. Nếu các bạn nhìn rõ không này. Đấy, nhựa sần này. Có nghĩa là đúc một, mà con này nặng, rất là nặng luôn. Con này nhẹ tay, bởi vì nó không có đồng. Đấy các bạn thấy không? Sò này của mình thì mua đợt đấy sản xuất Amly, mình có mua một ít sò xịn chất lượng. Sò của Toshiba nhé, chất lượng luôn. Thì thấy so sánh cái cục nhựa này mới thấy buồn cười kinh khủng luôn. Nhà sản xuất đây, California đây. Đấy, người dân bị lừa chưa? Bên này tương tự nhé. Mình bỏ tiền ra mình mua Amly 8 sò, mà quay trở lại mình được Amly có 4 sò thôi nha. Cười thối ruột luôn này các bạn này. Mới không hiểu sao mà sao lại có cái thể loại sản xuất ra mà sản xuất cái nhựa ra để lắp vào, để khi mà trên nóc các bạn có một cái lỗ thoáng ấy để nhìn qua được. Thì người dân bị lừa nhìn thấy 8 sò. Đây. Nhẹ tênh luôn. Mà nếu mà theo như mình thấy nhá, ở đây nó có, ở cái chân của cái con sò giả này, nó vẫn có điện trở xứ. Vẫn có trở xứ, nhưng mà người ta không lắp sò vào. Mình đến là lạ luôn. Có điện trở sao không lắp sò mà lắp cái con sò giả này vào. Và để mình kiểm tra con trở xứ đấy có sống hay chết đây. Xem lại chảnh trở ở trong đấy thì mình nghĩ là cái này là nó là sẽ là một cái model 8 sò và một model 4 sò. Nhưng mà khi người ta sản xuất ra, người ta cắm linh kiện trong cái nhôm này thì người ta cắm trước, nhưng mà khi vào sò là người ta vào 4 con. Đây mình kiểm tra chở 0,22 ôm từ chân nè của con này nhé. Đây nó đây, xem nó về đây. Có nghĩa là chở xứ có đúng không ạ? Đây con sò thứ hai đây. BCE con này E con này lại nối thông này. E con này lại đây. Nối chân E con này vào chân con này. Bởi vì con này nó chạy về đây. Cho nên không có linh kiện nối một cái sang đây. Cô biến ông sản xuất này thật đấy.
bên này tương tự này, chở chân e có nhá, để mình nhổ cái chân này ra. À, cái này thì nó lại thông sang đây rồi, okay, chân e đây, đây để xem bên này nào, đây là nối thông để sao lại kỳ lạ nhỉ? Chân này chân B mà, chân B thì câu cái dây sang làm cái gì? Vào chân E thì nó dòng nó cao thì nó mới cần câu chứ. Đây. Đều có chờ xứ hết. Khác nhau có mỗi con sò thôi. Mà tại sao không cho con sò vào? Giảm bớt được bao nhiêu tiền sò mà sao lại không cho vào? Cái này mình sẽ phải nói chuyện với cả chủ nhà của đấy. B sang đây là có mạch đây rồi, việc gì phải câu dây. Bảo ví dụ cái chân E này này, chân E này dòng là lớn này, thì ở bên này câu này, bên này câu như này thì nó không phải là còn 0,22 ôm nữa mà nó còn là 0,11 ôm. Như này thì vế này nó sẽ lệch về vế bên này. Câu thì câu cả hai đây, câu một bên. Như này là lệch lội trở của chân E rồi. Đây về đây. Đây câu về đây. Sang đây. Chân này nó câu về đây. Vậy là nó có đường tín hiệu về đây, cho nên ông câu vào đây thì ông không tháo con trở trong nha. Tự nhiên lội trở của con này là 0,11 ôm. Mà nội trở con này là 0,22 ôm. Hai cái này, hai con sò này đang hoạt động nó hơi lệch nhau về chân E nhé. Tôi cũng đến bó tay về cái nhà sản xuất này. Không, đây không có vết của cái tem cũ. Vậy là âm ly này có 4 sò thôi. Vâng, California đấy. Nó thành California rồi. Không biết California xịn hay California sản xuất kiểu thủ công xong rồi đưa cái logo của California chuẩn vào cho nó gọi là Foglia. Rồi con này bạn ơi, gì thối hết chân rồi này. Không biết các bạn có nhìn được là gì không? Camera điện thoại mình nó có quay nó có nét được không? Gì thối hết chân rồi. Con này phải thay nhá. Mình không, những cái con như thế này là phải thay, không để lại được. Ấy nhưng mà nếu mà cái âm ly này anh chủ nhà anh ấy mang một đôi bát 30, hôm trước sửa cái âm ly trước ấy, âm ly gì đó, con đấy nó con gì nhỉ? Rắc ấy. Các bạn nhớ con rắc không? Mà mình chỉ là ZAK, con đấy là âm ly to. Anh ấy định mang con đấy về quê, xong rồi anh ấy kéo con đôi bát 30 loa kiểu loa full để mang về quê. Nhưng mà anh vào sửa con này để thay con âm ly đấy, bởi vì con âm ly đấy xịn hơn con này. Nhưng mà đôi con này mà kéo đôi bát 30 thì quạt này cũng đang bị có vấn đề này, rít này. Quạt này cũng phải tháo ra để vệ sinh này. Tháo ra tra dầu mỡ này. Ai chà, chối thật. Thôi bây giờ đằng nào cũng tháo ra rồi, sẽ hỏi cả bên chủ nhà xem. Có một là sẽ lắp 8 sò. Mình sẽ lắp bổ sung sò vào. Bổ sung sò vào đây. Nhưng mà các bạn để ý nhá, đối với cái mạch mà nó 8 sò ấy, thì chân tín hiệu từ chân B này này, E riêng rồi đúng không ạ, chờ chân E riêng rồi, về âm ly nhá, C chung nhau, ok. Nhưng chân B và chân E nào chờ phải không được chung nhau nhá. E riêng rồi này, thì B này bạn phải cắt ra này, xong rồi từ cái dây tín hiệu từ đèn kích này sang chân B này, bạn sẽ câu một con 10 ôm 1W vào cho mình.
Để con này cũng 10 ohm/W, con này 10 ohm/W câu về chân tổng nhá. Chứ hai chân B này câu chung nhau thì khi mà hai con nó độ khuếch đại beta khác nhau nhá. Nếu mà sò mà bạn lấy mua được beta giống hoàn toàn nhau thì mình cũng không ý kiến. Nhưng mà bạn mua sò không bao giờ bạn mua đến mấy chục con xong bạn đo để lấy có một cặp cho nó khớp nhau đâu. Không bao giờ mà bạn cứ mua về là bạn cắm phập vào luôn. Mà sò thì beta mà lệch nhau thì một con hoạt động mạnh, một con hoạt động yếu. Mà chân E nó có 0,22 ohm thì điện áp nó sụt trên chân E thì con sẽ nóng và con sẽ nguội nhá. Khi beta là khác nhau thì hai con nóng nguội khác nhau. Chính vì thế cho nên là phải có chờ chân B để làm sao. Để khi con hoạt động mạnh thì chân B nó rơi điện áp nó khác. Con hoạt động yếu thì rơi điện áp nó khác. Nó sẽ hẳn so sánh cái dòng để làm sao để hai con này đánh nó bằng nhau nhá. Cho nên là chân B, kể cả bên sản xuất này, sản xuất chân B chung nhau như này là về mặt kỹ thuật là không chính xác rồi. Tức là người ta bớt đi. Bởi vì khi mà các bạn đơn giản chỉ có kêu không ấy thì ok, các bạn đấu như này vẫn kêu, nhưng mà nó sẽ sinh nhiệt, nó sẽ sinh nhiệt nhé. Khi hai con hoạt động song song với nhau như này, đấu toàn bộ chung nhau, ví dụ một ông cao một ông thấp mà hai ông nắm tay nhau mà đứng vào một chỗ, kiểu gì ông cao cũng kéo ông thấp lên mà ông thấp kéo ông cao xuống, mà khi kéo nhau thì nó sẽ sinh ra nhiệt, nó sẽ nóng nhanh, nóng sò. Đấy là về mặt kỹ thuật cơ bản là thế. Cho nên là chân B phải đệm một cái, ví dụ như ông cao cầm một sợi dây vào tay, ông thấp cầm sợi dây vào tay, thế là hai dây ấy buộc vào một cái mục ở giữa đấy, thì ông cao thì đưa dây lên mà ông thấp thì đưa dây xuống. Thế là hai ông không bao giờ bị kéo nhau cả. Đấy, kiểu như thế mình hô 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 hô. Chán quá các bạn ạ. California chắc đây là hàng thủ công sản xuất thôi. Mình nói Cali nó lại không có tem bản quyền. Còn Cali này không có tem bạn ơi. Tem chính hãng của Cali là tem bóng 7 màu ấy. Mình nghĩ đây là chỉ là con Cali hàng kiểu một đơn vị thủ công lắp ráp thôi. Và video này cũng 20 phút rồi. Bây giờ mình đi vào mình đo chiết áp và mình trà dầu chiết áp nhá. Ở các cái mạch công suất kia thì mình sẽ để sang một hôm khác là mình đo bề mạch công suất. Mình hỏi chủ nhà nếu mà người ta dùng 8 sò thì lúc đấy mình sẽ xử lý cái mạch đấy để làm sao chạy được 8 sò và nó sẽ khỏe hơn này. Cái diode cầu kia có thể là mình sẽ thay con lớn hơn. Mình sẽ dùng con cầu Balama như kiểu ở trong bếp từ ấy để lắp vào đây, bỏ con cầu này đi. Để khi mà kéo 8 sò thì nó đủ công suất cho 8 sò. Đấy. Và cái nữa là khi mình xử lý chân B của sò nó như thế nào thì mình sẽ đối với mạch công suất mình sẽ quay một video tiếp theo. Còn bây giờ cái này thì mình cũng đã tra dầu nhiều rồi, thì các bạn cũng xem nhiều rồi, cho nên là về tra dầu thì cũng như mọi video khác thôi, mình cũng tra dầu xong rồi. Những cái công tắc này vừa xịt ra V7 bật đi bật lại này cho nó phá rỉ ra này, sau đó mình tra một ít dầu vào, tra giọt dầu vào để cho nó bao xung quanh cái các cái bằng sắt này, thì nó sẽ khi bạn bật nó sẽ không bị sột sạt ở trong ra loa nhá. Đấy, ok. Vậy là video này cũng khá dài nên mình sẽ tạm dừng video ở đây để mình đi mình tra dầu cho toàn bộ các chiết áp này. Xong mình đo kiểm cái nào mà nó tiếp xúc không tốt thì mình sẽ thay. Mình sẽ thay cho khách hàng nhé. Video mình cũng đã dài rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.
Nếu các bạn ủng hộ mình thì xin các bạn một like, một chia sẻ, và YouTube thì các bạn đăng ký kênh cho mình nhé. Còn ở fanpage thì các bạn, nếu các bạn có thời gian, các bạn đánh giá giúp mình về chất lượng. Các bạn xem video mình nhiều rồi, các bạn đánh giá về chất lượng phục vụ và thả sao cho mình nhé. Video này của mình thôi, xin tạm dừng ở đây để các bạn đón xem video về làm về công suất. Mình sẽ làm công suất nó kỹ một chút, các cái con linh kiện bị hoen, bị mục chân lúc nãy mình chỉ đấy, mình sẽ thay mới luôn. Và mình sẽ vệ sinh mạch và quét nước bảo vệ mạch cho khách hàng nhé. Ok, chào các bạn nhé. Sửa chữa đồ điện Dũng Ngân. Trân trọng cảm ơn.